Em xin kiến tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của em Trung Đồ Lính nhá. Mọi người nhớ đăng ký kênh và ấn chuông theo dõi để tiện theo dõi những video mới nhất và những sản phẩm mới nhất của em lên cho mọi người xem. Ai có sản phẩm nào hãy gọi điện thoại đến số của em 0378 050 027 hoặc kết bạn Zalo 0378 050 027 để em có thể tư vấn được chính xác hơn cho mọi người nhé. Hôm nay nhà em về thêm cho mọi người mẫu áo của mùa hè nhé, áo thun có cổ cộc tay, áo là áo xẻ tà nhé, đó, áo suông xẻ tà một chút, rất là đẹp, mặc rất thoải mái. Nó này, cái áo này nó là chất liệu gai nhá, chất liệu kiểu gai, kiểu như áo lát cốt ấy, chất gai và nó là cốt tông, cực kỳ thoáng mát nhá, mặc rất dễ chịu, nó mềm, nó là chất gai rất là đẹp. À, cái mẫu áo này của nó thì mặc thì rất là lịch sự vì nó có cổ bẻ này, có cúc cài này, mọi người cài có hai cúc cài này, mọi người thích cài mấy lớp thì mọi người tùy vào sở thích của mọi người nhé. Đó, rất là mặc rất là gọi là lịch sự, hợp lý. Đó là màu xanh nhô lưu nhá, đó là màu xanh nhô lưu đậm, rất là đẹp. Em về đủ size cho mọi người nhé, từ 50kg cho đến tầm 80, hơn 80kg của số vừa nhé. Em có hai logo cho mọi người lựa chọn. Có hai logo, một là thủy quân lục chiến này, logo rất là lịch sự, rất là nó gọn ở bên này đó, thủy quân lục chiến này, USMC này, và có một áo nạng có một cái lá cờ là may vào tay nhá, may ở bên cánh tay. Mọi người thích thì mọi người để, không thích mọi người có thể tháo ra. Nó chỉ may bằng chỉ thôi mà, tháo ra nó không ảnh hưởng gì đâu. Còn không thì cứ để này cho nó có điểm nhấn một chút, không ảnh hưởng gì. Còn không thích thì mọi người có thể tháo ra đơn giản thôi. Hoặc ai không thích thì cứ bảo em tháo ra cho, thì em sẽ trước khi gửi em sẽ tháo cho mọi người. Còn không mọi người cứ bảo thì cứ để đấy là bình thường nhá. Tháo ra nhanh không có gì cả. Logo thứ hai là như em đang mặc, nó là logo không quân nhá, lính dù nhá. Đó, logo lính dù này. In nhiệt nhá, đó, rất là đẹp và cũng có tem cờ nhá. Đấy, có hai logo cho mọi người lựa chọn. Đều logo kiểu nhã nhặn thôi, không có logo kiểu hình nổi bật quá ấy. Các bác tầm trung trung tuổi ấy, không thích hình nổi bật ấy, thì em cũng đã đặt là hàng logo gọi gần như là logo chìm luôn. Và chỉ có một cái lá cờ ở đây thôi, thì gọi là cho nó giống hàng thời trang lính ấy, thì nó phải có một chút gì đó liên quan đến lính thì hợp lý một chút. Còn tem in thì nó là tem in trong cổ nhá, sai tem in trong cổ là tem in nhé. Đó, trông rất xịn sò, army này. Đó, rồi sai kích cỡ các thứ này, cốt tông này, rất là đẹp. Em có size M, size M dành cho người từ 50 đến 60kg. Size N là như em đang mặc, em đang mặc size L là từ 62kg cho đến tầm 68kg, mặc size L là được. Còn tùy mọi người thích mặc thụng hay thích mặc body thì tùy mọi người nhé. Mọi người cứ khoảng cân nặng như thế nào rồi báo em nhặt cho. Còn size XL thì cứ tầm 70 cân, 68, 70 đến 75 cân là mặc XL là được nhé. Còn size 2XL thì tầm 75 cho đến tầm 80, hơn 80 cân một chút là mặc size 2XL. Đó, đến giá bán thì nó đây là hàng chất đẹp, chất gai, chất cốt tông, nên là giá thành của nó rất là ý là giá thành của nó sẽ hơi cao một chút, nhưng mà chất lượng của nó em đảm bảo cho mọi người là chất lượng đẹp. Giá là 200.000 một chiếc, 200.000 một chiếc cộng với phí vận chuyển là 30.000 là 230 một chiếc. Còn ai là hai chiếc thì sẽ bao ship cho mọi người, hai chiếc thì em sẽ lại bao ship cho mọi người luôn, ok chưa? Giá là 200.000 một chiếc, một đơn sẽ là một chiếc thì sẽ là cộng với 30.000 thì vận chuyển là 230, còn hai chiếc sẽ là 400.000 thì em bao ship cho mọi người. Của mọi người được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nhé, nên mọi người không phải lo. Đúng hàng như em quảng cáo, đúng chất gai, chất cốt tông thì mọi người nhận, không đúng thì mọi người cho hàng hoàn về giúp em. Đó, cực kỳ đẹp, cực kỳ uy tín luôn. Nó có may xẻ tà ở dưới gấu này một chút nhé, hai bên.
mặc như này rất là thoải mái. Thế gà nhưng mà người ta đính con bọ ở đây rồi nên là không bao giờ sợ bục rồi. Nên cứ mọi người cứ sử dụng thoải mái, rất là đẹp, bền màu. Vì sợi gai là cái chất rất là bền màu nhé. Sợi gai thì mặc rất là mát và nó rất là bền màu, cực đẹp luôn, đúng không? Cái này áo này thì mọi người mặc với quần nào cũng được, dễ phối quần. Quần short được, quần dài, quần bò, quần thô đều được hết nhé. Vì cái màu này rất là dễ mặc. Cái màu này rất là dễ mặc. Nhưng mà nói chung là mọi người chơi đồ lính thì mọi người cũng có một chiếc áo như thế này thì mặc mùa đi đâu cũng tiện, nó cũng lịch sự, có cổ. Áo có cổ thì mặc đi đâu cũng được, rất là dễ chịu và thoải mái nhé. Mặc với quần lính thì quá hợp lý luôn. Rồi, đó là tất cả những gì em muốn nói trong video ngày hôm nay. Ai yêu thích sản phẩm này thì gọi điện thoại cho em qua số điện thoại 0378 050 027. Em xin chào và hẹn mọi người video tiếp theo nhé.